Cherry coi clip của chú Nam Ngô là chê kiến. Chú Nam ơi mê quá. Nói ok, nếu mà con mê rồi để chú Nam thiết kế cho con cái tổ nuôi. Đây vừa có kiến vừa có tăng luôn. Chưa được đâu, đừng gấp. Chưa được gom hai bên, đường chính giữa nữa con. Đừng gấp. Đó. Thấy ghê chưa? Ồ, cái ổ này hơi bị dữ rồi nha. Hơi bị nhiều quá. Quá trời luôn. Ồ, cái này là semi nha các bạn. Đó, đầy đủ luôn. Biết này gì không? Này đựng nước uống. Không biết là cái chất liệu gì á, quên à. Ngoan nha. Bé Cherry là ngoan nha, ngoan mới thưởng nha. Nấu sồi 1000+ độ á. Trời ơi, nhiều dữ à. Hello, mình là Nam Ngô. Còn mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn. Thì đây là Cherry ha. Cherry là con của Tính Quỳnh. Anh em nào chơi bò sát là sẽ biết Tính Quỳnh. Rồi đây là Cherry, con trai lớn của Tính Quỳnh. Thì bữa là Cherry coi clip của chú Nam Ngô là chơi kiến. Mê quá, nói chú Nam ơi mê quá. Nói ok, nếu mà con mê rồi để chú Nam thiết kế cho con cái tổ nuôi. Nhưng mà phải cố gắng học nha, và cố gắng chăm nó nha. Phải tìm hiểu á, phải tìm hiểu kiến thức cho nó đó. Ok. Ok. Rồi, đây là một người anh em thân của mình nha. Rồi cầm cái kéo của bà ngoại nè. Cầm cái kéo bà ngoại đây các bạn. Mình vừa sắm một bộ này, thì trong đây vừa có kiến vừa có tăng luôn. Thì giờ để cho Cherry bắt đầu khui hộp ha. Đó, xuống đây. Lấm. Lấm. Trên cẩn thận nha. Ok. Chưa được đâu, đừng gấp. Chưa được gom hai bên, đường chính giữa nữa con. Đừng gấp. Ê. Tiếp đi con. Con phải cắt thêm cái này nữa nè. Bé nó biết, bé nó biết làm cho khán giả mong chờ chứ lộ ra cái ẹt luôn rồi. Nó đơn giản quá. Nó đâu có gấp như ba nó dữ vậy. Nó phải đi vòng vòng nè. Bóc siêu luôn. Bóc cái trên là được rồi. Nè, con cắt cái đường chính giữa nè. Con cắt cái đường chính giữa là con xé ra được nè. Đó. Rồi, vậy được rồi, đủ rồi đó, xé luôn đi, khỏi cắt nữa. Đó. Thấy ghê chưa? Mà anh cẩn thận, mà anh sướng, mà anh cẩn thận. Rồi, có hướng dẫn sử dụng luôn. Đây, kiến gì đây? Nè, có hướng dẫn trong này nè. Carbonotet này của Chi Carbonotet ha. Ồ, cái ổ này hơi bị dữ rồi nha, hơi bị nhiều quá. Quá trời luôn. Để dưới coi chừng nó nóng. Ồ, cái này là semi nha các bạn. Semi. Lót cho êm thôi. Để lên đây. Rồi, khiến nguyên cái tăng ra luôn. Con lấy cái tăng ra. Đây là cái nắp. Đầy đủ luôn. Dữ vậy ta. Rồi cái này nữa nè, lấy ra hết đi. Phía này là cái gì không? Dạ không. Cái này là cái ống tiêm, để lát con sẽ bơm vô cái nước, vô cái lỗ này nè. Để cấp ẩm cho cái nét của mình. Đó. Còn còn một món nữa. Chuẩn bị đầy đủ cho con luôn. Biết này gì không? Cái này đựng nước uống. Đó. Rồi bây giờ dỡ cái nắp này lên đi. Dỡ nắp này lên. Đó, cái này gọi là cái nét. Nguyên cái này gọi là cái tăng. Cái khật này là cái giống như cái hang ở dưới đất á, gọi là cái nét. Cái này gọi là hour, là khu vực nó đi kiếm ăn bên ngoài. Đó. Bây giờ cái này nó có mấy cái lớp đục đục rồi, mà con xé ra đi cho nó trong sáng luôn. Lột siêu đi. Lột siêu đi. Bên này đồng á. Bóc tem. Mấy cái này là bằng cái gì anh Nam? Này là cái bữa nó gọi là cái gì quên nè. Mấy cái bụi đá hả? Mấy bụi, cái này giống mấy cái bột của cái đá. Không biết là cái chất liệu gì á, quên nè. Làm ở đây luôn. Đây luôn. Đẹp lắm, mấy anh em Việt Nam làm tăng đẹp lắm. Nền mica. Mica.
con lột ngay cái gốc nó đó là nó sẽ ra. Đây con lột bên này đi, chú Nam có ống tay, chú Nam gỡ cái đó ra lột này đi. Ướt được giống bé. Ướt được giống bé hả? Camera. Camera mày ướt được giống bé hả? Không, mấy anh em coi livestream nè. Ngoan nha. Bé Cherry là ngoan nha, ngoan mới thưởng nha. Ngoan học giỏi. Đây. À, này lột ta, này hình như nó màu đỏ nè, lột luôn. Lột không? Coi chừng nó che ánh sáng để cho con kiến nó trốn á. Nhưng mà nó ánh nó phải lột ra để này. Lột luôn hả? Nào không có bông tài nữa. À, kéo ra. Kéo. À, sư cô thiết kế cho một cái chén nước đi để bơm nước bơm vô cái lỗ này luôn nè. Nước có đường không? À, ở đây nó không có cung cấp cái chén đường, có chén nước. Nước lọc bình thường hay là nước muối hay nước biển? Nước lọc á, nấu sôi 1000+ độ á. Rồi lọc bên kia nữa. Ok, rồi đậy nắp lên đây nha. Chủ rồi. Bây giờ con sẽ xé cái này ra nè. Đầu tiên là con phải cấp ẩm nha. Cái này khoảng 2-3 ngày. Khoảng 2 ngày đi là con sẽ bơm cái ẩm cho nó. Bơm bằng cái lỗ này nè. Thấy không? Dùng cái kim tiêm, xé kim tiêm ra. Bỏ xuống đây đâu phải ly rượu đế đâu mà cầm vậy hoài ông nội. Ừ, tưởng ly xe chừng hay sao cầm ghét vậy luôn á. Quen tay cầm ghét. Lấy kéo cắt đi. À, đây nè, không phải nó có cái dấu nè con. Có cái dấu đó. Nè có cái dấu này nè, tao làm cho con xé nè, xé đi. Cháu chưa biết cầm kìm. Chưa biết cầm kìm ẩu luôn. Rồi, giờ bơm nước vô nha. Rồi bơm đi, con làm hết luôn đi. Đầy ống luôn, đầy ống luôn để cấp ẩm cho nó. Kéo lên tiếp. Rồi. Rồi, ok. Rồi con đưa vô đây để con bơm cái ẩm nè. Rồi. Nè, con nhìn chỗ này nó có cái giống như cái lớp lưới nè. Đó, cái hơi nước nó sẽ lên từ chỗ này nè. Nó giúp cảm cho cái tổ nét nè. Được chưa? Rồi cái này mình sẽ cho một miếng nước vô đây. Mỗi lần bơm vô là một ống hay sao? Một ống thôi. Khoảng 2-3 ngày mình cấp cho nó một lần. Đó. Đây là nước. Nước đúng ra có thêm một cái chén nước đường nữa. Sư cô kiếm cái chén này nhỏ nhỏ nè, làm nước đường cho nó. Rồi để đâu anh? Đó, để đây. Để đây luôn hả? Để đây luôn. Để trong đó luôn phải không? Đúng rồi. Rồi. Là một bên là đồ ăn, một bên là... Không, nước không à ông nội. Nước không hả? Nước không à. Nhưng mà cái chén này nó chán lắm, mấy cái chén này nó ra nước không có ngon lắm. À. Rồi còn kiếm cái chén nhỏ xíu ra nè. Mấy cái chậu cây mini đó còn không? Đó, để đây cho chén nước đường, để ở đây nữa. Chén nước đường. Ừ. Rồi con để khoảng 2 ngày đi, có con dán Dubia nhỏ nhỏ này nè. Thả vô cho nó nha. Rồi bây giờ đúng ra cái này là cho con thả. Cái này thả ra sợ nó chạy tè le luôn. Đậy nắp này trước. Cái này nó đúng ra cái này á bạn, là bữa anh em á là nói là để mà sang kiến qua cho nó đỡ có bị stress đầu này nọ thì mình sẽ có cái ống mình nói ở đây ha, xong rồi mình câu từ từ qua. Mình câu từ từ qua để cho kiến nó bò theo thời gian thì nó sẽ giảm stress hơn. Tuy nhiên như vậy thì nó sẽ khá là lâu và bé nó còn nhỏ thì chắc bé nó không có đủ cái độ kiên nhẫn để mà như vậy đâu. Cho nên là bây giờ mình quyết định là mình mở cái nắp này ra mình đổ ở đây luôn nha, đổ ở đây luôn. Ok con, cho con làm hết từ đầu đến cuối luôn. Giờ con mở nắp xong rồi nè con... à, chú thả ra con, chú Nam thả đây con nghe. Trong nắp nó còn kìa. Trời ơi nhiều dữ vậy. Trong nắp nó chạy kìa. Yêu, cho vô đây luôn. Chạy toán loạn luôn. Nha con kia.
đây nè chú nè. Bỏ rối luôn, nhiều quá. Quá trời luôn. Quên chét cái dòng luôn á. Quên chét cái dòng luôn cho nên không bò ra. Ờ, mình đâu có đâu chét. Cái gì á? Cái cuốn catalo nãy là cái giống tên kiến đó đó là nhà. Tên kiến cái... cách chăm sóc đồ này nọ các thứ. Trong đó hết đó, còn phải đọc cái đó còn chăm sóc nữa. Này nãy trả mất tiêu á. Ok. Để mình bắt vô lại từ từ. Bắt từ từ vậy. Các bạn này có về không? Các bạn trên lầu á. Gì hả? Ừ. Lát rủ các bạn xuống chơi. Hết học trường tật rồi. Hết rồi hả? Dạ. À, nếu mà cách đây khoảng chắc cũng 5 năm chưa ta? 5 năm trước hoặc là 4 năm trước gì đó. Là... các bạn có nhớ cái vụ mà một cái em bé mà ở Hà Giang mà ngồi ngoài trời đông hả? Trời đông giá rét mà không có ai chăm sóc á, bị bỏ rơi á. Bị bỏ rơi á thì gia đình của bạn Tính Quỳnh đây, mình hay gẹo là sư cô á, người anh em thân á, thì đã quyết định là đón tàu hỏa từ đây chạy ra ngoài đó để mà coi như là giúp đỡ bé nó, rồi cuối cùng là cưu mang luôn, rồi làm giấy tờ luôn để về chăm sóc bé đó luôn. Thì cách đây cũng được chắc cũng hơn 4-5 năm rồi các bạn. Thì lúc mà nó mới đem về bé bàn cũng bé nắp kính lại rồi. Thì lúc mới về bé nó cái vấn đề tiêu hóa nó cũng bị vấn đề, rồi nó cái chân của bé nó cũng không có đi được. Thì hai vợ chồng cũng tự mình cũng như là thêm các nguồn hỗ trợ đồ này nọ thứ á, thì coi như cho bé nó tập luyện cái chân này cũng ngon lành rồi. Và cũng này cũng lớn nhiều rồi ha. Lớn cao rồi. Cao rồi hả? Lâu quá không gặp rồi. Bắt được mới có 3 con trong đây. Trời. Mấy con kia bò đi mất tiêu hết rồi. Đâu nó cũng vòng này. Sao mấy con này không cắn vậy chú Nam? Hả? Con thích con nào cắn hả? Dạ không. Nó không cắn như kiến lửa. Rồi kiến lửa nó vua cắn rồi. Bắt kiến. Này dính lắm á, chưa còn rồi bắn mất ngoài, bắt tới sáng luôn á. Đi vô. Ok. Mấy con cho nó đi thiên nhiên luôn. Thôi cho nó đi thiên nhiên luôn đi. Đây con này con tự đọc cũng được nữa nè. Đâu con đọc cho. Nó đẻ tiếp. À nó đẻ tiếp. Đâu con đọc cho chú Nam coi nha. Dạ. Kiến là động vật sống tập thể có tổ chức, phân chia giai cấp rõ rệt, là loại động vật có số lượng đông nhất trên trái đất. Hiếu về của chi kiến Camponotus, kiến thợ mộc, kiến tên khoa học Formica, là một họ con trùng thuộc bộ cánh màng có hơn 15.000 loài đã được phát hiện. Tài liệu này chủ yếu đưa thông tin về chi Camponotus cho đến thời điểm hiện tại có khoảng hơn 1.000 loài kiến được ghi nhận trong chi Camponotus. Ok thôi được rồi, này về nhà từ từ nghiên cứu đi. Giờ cảm nhận đi, cảm nhận trực tiếp này đi. Thấy sao? Dạ em thấy thích. Thích hả? Này nhìn kỹ rồi, đẹp lắm á. Ghiền luôn á. Ghiền á. Nên mình quan sát ha. Quan sát các bé, tại vì kiến nó là một cái xã hội thu nhỏ luôn. Ở trong này là nó cũng giống như gia đình con vậy đó, là con mẹ là làm chủ gia đình. Giống gia đình con vậy đó, ba tính của con là lép dế. Chú làm đồ thôi, nhưng mà con kiến chúa, con queen đó, gọi là con queen đó, thấy không? Nó sẽ sinh sản ra các con kiến khác ha. Thì con queen là cái con mà đầu đàn, xong rồi xung quanh nó có những cái quật cơ. Sao tụi này là...
làm cái gì mà cắn cái đứt đầu đồng đội luôn rồi. Ừ. Cái đó là chắc cái ông đó nó chèn đồ này nọ cũ thôi. Gớt thôi. Bây giờ mình tạo cái môi trường sống tốt cho nó, là từ từ nó sẽ chui vô đây nó đẻ nè, đẻ ra ấu nè. Trong đây con thấy cái nắp này nguyên một cục chụm lại luôn nè. Ừ. Nó mới vô về nhà mới, đâm ra là nó sẽ bị hoảng. À, cái này mình nhớ lúc nào cũng đậy nha, con kiến nó nhạy, nó không có thích ánh sáng lắm. Nhưng mà nó dễ chịu với ánh sáng màu đỏ này, nên lúc nào cũng đậy lại nha. Rồi nhớ đọc cái này để tìm hiểu thêm. Con cũng giỏi tiếng Anh mà, có gì con lên Google con search thêm tên vô nha. Này cái dòng này gọi là họ, cái họ cái chi Combonotus. Thì ngoài những cái thông tin ở cái cuốn sách này mà của chủ shop cho đó thì con có thể Google thêm vô. À, đời, con có thể search thêm vô. Thì sẽ khó quá, anh em chơi khó quá. Đợi nữa có mấy con nó đi rồi nó bị một đống kiến lửa ăn hết. Không có đâu. Nè xong rồi vài bữa khi mà kiến nó quen rồi á thì con sẽ lấy cái này ra. Nè sư cô lấy một cái nắp chai cũng được, nắp nhỏ thôi, làm cái chén nước đường. Nhưng mà không nhớ làm được. Nhưng mà nhớ là có một miếng bông gòn ở trong. Hiểu không? Tại mình để nguyên chén nước đường, nhiều khi kiến nó đi ngang qua cái nước đường nó dính vô chân nó gích chịch luôn. Cho miếng bông gòn vô, nó ra từ từ thôi. Ok. Đó. Rồi. Mình biết con kiến nào kiến Queen không? Con Queen á, con kiến nè, con để ý nè. Con nhìn nè, con kiến này, cái kiến á thì nó có hai dạng cơ bản. Hai dạng chính là fully với semi. Fully tức là cái con queen nó to gấp nhiều lần con những con khác. Mình nhìn vô cái mình biết con liền. Con queen là con to nhất. Con to nhất. Nhưng mà nó không phải là lúc nào cũng vậy ha. Còn cái bầy này gọi là semi, tức là cái con queen và cái con worker khác đồ này nọ đó là nó tương đồng, gần giống nhau. Nó kích thước nó tương đồng cho nên là khó nhận biết hơn. Thì con kiến con để ý là nó có ba khúc đúng không? Đúng không? Ba khúc á. Nè. Khúc 1 nè, cái đầu nè, khúc 2 nè. Khúc thứ ba là cái đít nè. Thì cái con mà queen á là cái khúc chính giữa này nè, nó sẽ rất là to. Nguyên nhân là lúc mà nó còn mới ở trên này nó có hai cái khớp để nó mọc cái cánh. Đó thì con nhìn những cái con mà nó tương đồng với nhau về mặt kích thước á, nhưng mà cái khúc chính giữa này mà nó to đó, nó to hơn những con khác á, thì con đó là con queen. Nha. Nhưng mà cái này con phải quan sát từ từ con mới thấy được. Chú Nam thì cũng mới biết lý thuyết thôi, chứ còn để mà quan sát thì phải cần thời gian từ từ. Đó. Chú nào cũng mới nhập môn này luôn, hai chú cháu mình chơi chung. Ừ. Thế tao có cảm nghĩ gì? Dạ con thấy là con... Hello mấy bạn, lâu quá mới gặp mấy bạn. Con... giỏi quá, hôm nay nói chuyện rõ ràng. Qua đây ngồi chơi. Dạ đó rồi con. Đây là em bé bạn nè các bạn, Mường Lát hả ta? Mường Lát. Đó, em bé bạn Mường Lát, Thanh Hóa. Đó. Các bạn nhớ không? Nhớ không? Cũng nhiều năm rồi ha, năm rồi đó. Nay ngon lành nè ha. Nay đi học lớp mấy rồi? Chưa vô lớp. À. Bữa giờ ở nhà hả? Học chữ rồi nè. Có vẫn đi học á. Học giống như học mấy trường mẫu giáo. Ừ. Nay vui không con? Phải vui. Vui quậy, mặt thấy cũng quậy dữ chứ không phải là đơn giản đâu là. Kiến nè. Nay mấy tuổi ta? Dạ, lớn hơn Cherry 1 tuổi. Lớn Cherry 1 tuổi hả? Là 11 ha? 11 tuổi. Cherry 23 rồi đó, 22 rồi. Ừ. Mặt xinh gái. Rồi Cherry có câu hỏi nào không? Có câu hỏi nào đặt câu hỏi đây? Dạ là con cũng không biết con dán nào cho nó ăn đó. Nó kiếm bà con. Đặt con dán trời ha. Nó để bà tính con lò. Giờ có câu hỏi nào liên quan tới kiến đâu này nọ không? Hay là trước khi mà nhận được cái tổ kiến này có nôn nao không? Dạ. Đơ luôn các bạn, đơ luôn. Bình thường nói dữ quá dù là cho mày mắc cỡ. Hồi nãy trước khi đem tới là hỏi bà tính tùm lum, bây giờ đơ đứng hình luôn. Lõn lẻn luôn. Này sư cô sắm cho nó thêm cái cây gấp. Cái cây gấp á. Để có gì nó sẽ gấp những cái rác rến rồi nè. Hoặc là xác con dán ăn xong, nó ăn xong rồi vỏ không à. Nhíp á hả? Nhíp á, dạng nhíp á, nhíp mà dài dài á.
nó dễ gấp thao tác. Nên là tụi này ấy, tụi này nó bị một cái là nó cái chân của nó bò lên này được, cho nên là dễ sổng lắm nha. Nắp này mấy cái này mình có cần, chút nữa mình có cần dặn ốc lo là... dặn chi khỏi dặn đúng không, dặn chi nó đã ráp này rồi, này là chỗ thoáng khí mà. Nắp này nó không được ngon lắm, nó không có được thích lắm. Không, nó có cái chấu á. Để có cái chấu ở đây. Này là dòng Carbonotet, nhưng mà Carbonotet là cái chi thôi. Nó còn một cái tên kiến thợ mộc. Kiến thợ mộc đó. Kiến thợ mộc, nó còn một cái chi thôi. Đây nè con, ở trong này nó có cái gọi là cái tăng chức năng từng cái như thế nào nè, Cherry về nghiên cứu tìm hiểu nha. Thì con tìm hiểu kỹ đi rồi ba mới đầu tư chứ. Con mới mua thêm mấy cái đó. Không, này có sẵn đầy đủ hết rồi. Trong này là có nước nôi, nhưng mà người ta giải thích là từng vị trí nó là cái gì, là cái gì. Này giống như kiến trúc vậy đó. Đó. Công năng phải này mà. Đó đúng không? Đó, bể nuôi. Chất liệu bể nuôi nè, coi như thế này là chất liệu gì. Thạch cao. Ừ, thạch cao. Y tông. Y tông. Nãy giờ nhớ cái từ đó hoài nhớ không ra. Ừ, cái này là y tông. Đây các bạn, nhỏ nhỏ xinh xinh. Cháu nó nói, trời ơi, chú Nam nuôi kiến đã quá. Nói, trời, mà mình thì mình gặp mấy bạn nhỏ mà có đam mê về động vật mà muốn tìm hiểu và muốn nuôi là mình cũng khoái, tạo điều kiện liền. À, cho nên là hôm nay alo shop ơi, thiết kế giùm anh cái để anh tặng cho đứa cháu là có ngay luôn. Xiết qua liền, đi qua đây luôn. Con có câu hỏi gì hỏi chú Bách Nam không? Đang nhìn nữa, con đang nhìn cái gì nữa? Đang tìm hiểu gì á? Đang suy nghĩ là không biết cách nào tìm ra con dế. Cái đó là để ba lo. Nó có ba con lo rồi. Thì cái đó cũng đúng, thì còn tự con nuôi, con tự tìm hiểu để con kiếm cái nguồn thức ăn cho cái con đó. Con nuôi con nào thì con phải tự kiếm. Bây giờ thông tin trên mạng đầy mà. Nè, Cherry nhìn ở trong này nó sẽ có hai cái size, đúng không? Con nhìn trong đây là thấy ít nhất là hai size. Có một con nó lớn hơn và một con nó nhỏ hơn, đúng không? Thì giống như chú Nam nói đó, con nhìn mấy con lớn á, mà con coi con nào mà có cái khúc giữa nó bự á, là con đó là queen á. Ở này nó chịu vô nét rồi. Con đó nó bự hơn nhưng mà nó phải có cái khúc giữa nữa. Khúc giữa nó bự nữa. Cái ống để đựng kiến để khi mà mình bỏ vô thân đó. Trong đó còn con nào không? Còn nè, nãy ba bắt. Còn mấy con, còn ba ống con vậy. Còn ở đây chút nữa ba bỏ vô. Nhanh lắm á, rối băng luôn á, chạy tán lạc luôn. À, khi mình bỏ vô là nó có cái ống để dẫn đường cho nó tự bò vô. Đúng rồi, nếu mà đúng kỹ thuật á nè, đúng kỹ thuật á là nó sẽ có một cái nút ở đây nè. Đúng không? Mình sẽ gỡ nút này ra rồi nó có một cái ống nhựa. Con sẽ khoét một cái lỗ đây. Rồi con đưa cái ống nhựa đó con nối vô đây thì nó sẽ bò qua từ từ. Đó, nó bò qua đây từ từ, nhưng mà vậy nó sẽ rất là lâu, có khi nó kéo dài cả nửa tháng trời nó mới qua. Đó, thì như vậy thì nó chậm quá. Đó, cho nên là chú Nam mà nãy chú Nam làm là nó gọi là đốt cháy giai đoạn đó. Nó sai kỹ thuật á, đối với lại người ta chơi kiến vậy là sai kỹ thuật á, nhưng mà thôi làm đại luôn. Mình đổ vô vậy nè, có khả năng nó sẽ bị stress rồi nó chậm thích nghi hơn. Nhưng mà giờ mình cứ để yên trong nhà, nó kiếm chỗ nào mát mát trong nhà để nha. Mát. Nó là nếu mà nhiệt độ mà đẹp nhất của nó là 22 tới 26 độ là đẹp. Thì mình đây mình kiếm chỗ nào mát mát trong nhà để. Nhớ chăm nước ẩm cho nó. Mỗi ngày là chăm một lần nha. Hai ngày cũng được. Hai ngày chăm ẩm cho nó, rồi coi cái nước này hết á, lấy ra để mà thay nước. Lát nó quen á là nó rút hết vô nét nó. Giờ chưa quen chạy tán lạng đây, lát nó quen nó rút vô đây. Đó, thì tranh thủ lúc mà nó rút vô đây á, mình có thể rút cái nắp này ra nè. Lấy ra, tại nãy nó nhiều quá nó bu ở đây, chúng ta quăng vô đây luôn. Rồi rút cái tờ cục giấy này ra. Đó. Thế thôi. Rồi mỗi ngày ngắm nhìn. Tìm hiểu. Còn bự nữa. Không, nó đẻ, nó sinh sôi nảy nở. Đẻ cái ấu trùng.
Thì nó vậy là con đó, vậy là bự rồi đó, trưởng thành rồi đó. Thì nó có nhiều dòng, có những dòng nó bự lắm, mấy dòng nhà anh á bự, nuốt nở ra nhiều lắm á trời. Này đẻ ù có con bự nè. Ừ, nó có mấy size á, có cặp bự á, con đó con thấy không, có con win đúng không, con coi coi phải win không, mốt nó nở nãy bác Nam nói con rồi đúng không, hướng dẫn con là xem cách cho con win là con nào mà đúng không. À, con này, con này nè. Ừ. Nhìn ngay con nhìn nè, coi con nào cái khúc giữa nó bự á. Cái khúc giữa nó bự á. Khúc nào bự? Khúc giữa bự. Ủa mà có cái nắp xanh đó là cái gì vậy? Cái này nè, cái tăng này, cái nãy cái chồng là để bắt đầu mới bỏ vô cái tăng này. Ừ, con này đầu cũng bự bự nè. Con này còn hả? Ừ, nãy nó bò ra phải bắt bỏ lại, chút nữa bỏ vô lại. Nè, cái giống như nó giống như cái này mở ra nè, cái này giống như là cái ổ của nó nè. Giống như con nè, kiến này nó làm ổ là như vậy đó. Ừ. Con kiến lại làm ổ như vậy đó. Ổ này chắc phải đem mắt kiến mới thấy càng đó. Đúng. Thấy chưa? Còn thấy không? Thì ở dưới ở thí dụ mình đang vậy mình thấy con mấy đàn kiến nó bỏ ở đây nè, thực chất cái ổ của nó dưới đất á là nó sẽ tương tự giống như vậy nè. Đúng rồi. Mình thấy kiến nó đi nó đi trên này tức là nó đang ở outer tức là ở ngoài đây nè. Đó, còn ở dưới lòng đất nó là có cái nét chứ không vậy. Đó, nó đang ở dưới. Rồi phát biểu chút cảm nghĩ coi, trời bữa hồi nãy các bạn trước khi quay á mình nói Cherry ơi chú Nam có ổ kiến tặng con, anh nhảy cưng cẩn lên luôn á, xong giờ anh khui ra bật máy quay lên anh bị đứng hình. Có gì không? Có gì hỏi bác Nam không kìa? Sao con? Giờ đứng hình 5 giây luôn hả? Có gì hỏi bác Nam không? Cảm nghĩ, phát biểu cảm nghĩ ra làm sao? Cảm nghĩ khi nhận được cái tăng kiến này của bác Nam tặng. Dạ, thì như thế nào? Là con cảm nghĩ của con là rất thích cái tổ kiến này. Hồi hộp. Đẹp trai ha. Mặt dễ cưng ha. Thích là được rồi. Thích thì nói chung là nếu mà con thích thì con sẽ tìm hiểu, nó kích thích mình tò mò phải không? Đó, tìm hiểu rồi nọ cũng hay. Chỉ cho mấy em chơi, mấy em muốn ngắm cũng phải cho mấy em ngắm nha, chứ không phải là giữ riêng cho mình thôi nha. Nhưng mà chỉ cho các em chỉ ngắm thôi nha, ngắm thôi. Các em bỏ ra cái là mới bò cắn ba đó. Ok rồi, ok các bạn, thì có món quà nho nhỏ cho cháu nó thì mình cũng rất là thích vậy luôn. Tặng cho cháu nó nhất là vui ha, có cảm xúc. Rồi nó cũng có cái gì đó để mà nó theo dõi, nó tìm hiểu, nó tò mò. Thì thật ra nó rất là tốt cho cái vấn đề tư duy của trẻ con đó. Nó tò mò mấy này nó hay đó, nó kích thích trí não rồi nó vận động ha. Hồi nãy coi livestream có nhiều bạn nói là ước được gì như em bé hả? Giờ biết sao tặng quà luôn. Rất là dễ thương. Nói không kìa, người có lời gửi lại bác Nam không? Em cũng cảm ơn bác Nam. Cảm ơn, nãy giờ cũng hơi nhiều rồi đó. À vậy mới vô khớp nè, nãy mình xây chưa đúng không? Nó có cái khớp này. Con này bị dính ở đây. Nó chết luôn rồi. Trời ơi luôn. Chết luôn rồi. Đi vô. Nha. Kệ nó một con thôi à. Con này lại đây. Ở đây để chúng tôi bắt. Bắt bỏ lại. Đâu đây vậy? Đấy. Trải tán loạn. Trải tán loạn luôn. Chưa trên đây. Cái gì tém tùm lum vậy ông nội. Đó, tém mà nó mới vô đó. Rồi ok các bạn. Nói chung là mình tặng quà cho người khác mình cũng thấy vui ha. Rồi ok mọi người, thì chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ ha. Thì nếu mà các bạn trẻ con, trẻ nhỏ nào mà có yêu thích kiến á, thì mình nghĩ đây cũng là một cái món quà sinh nhật, nó cũng có ý nghĩa. Nó có chiều sâu á các bạn. Thì cái này, cái tăng, cái kiến này luôn thì mình nghĩ nó đâu đó chắc tầm khoảng chắc cỡ 300 quá, 300, 400 gì đó. Đó. Thì mình nghĩ đây là món quà nó có ý nghĩa, các bạn có thể tặng cho con cháu, các bạn nhỏ trong nhà. Ha, thì nó vừa giải trí được, nó vừa học được, nó vừa có cái để nó theo đuổi, tìm hiểu, tò mò. Thì mình nghĩ đây là món quà nó có giá trị. Ok mọi người, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ ha. Bye bye, Cherry bye bye mọi người cá. Bye bye. Đang ngủ trưa mặt bê quá. Bye bye.